tiên một hay. Khi đó là chưa có mic trap, chưa có mic bass gì cả. Thì mình tăng mic trap lên xíu này. Cái giọng của mình là cái trầm thì tăng hơi nhiều xíu cũng được, tay cỡ này. Tăng mic bass ở đó này. Liên một hay hay đủ năm số tùy. Đó, khi nào mà cảm thấy mình nó đã ok rồi đó thì mình để nguyên. Liên năm số tùy. Cái giọng mình nó phải thật, sửa nhiều quá thì nó sẽ bị méo. Ở khi mà chỉnh thì xoay cái lo đứng đứng sát cái lo quá, đứng trước cái lo thì từ nào cũng sẽ bị hú thôi. Liên năm số tùy. Tăng echo lên, echo này. Liên tăng cái bích lên này, là cái bích này. Độ lặp lại như thế này. Liên năm số bì. Rồi mình tiếp tục mình tới dài hay ngắn. Liên năm số. Liên năm số bì. Cái lúc này nó có một tính năng là để chỉnh cái giọng hát của người nào hát không nổi thì có thể tăng lên này, hạ xuống. Tăng lên nó dài ra để hát cho lên hơi cho nó dễ này. Còn anh nào mà tốt rồi thì hạ bớt xuống. Người nào mà hát tốt rồi thì hạ bớt xuống, đừng có để dài quá. Đó. Năm số bì bảy và chín mười liên một hay. Và cái giọng hát của mình là giọng nói của mình thì như thế này là vừa đó. Còn hồi nãy giờ mày có đơn hướng dẫn rồi, ai mà có giọng hát như thế nào thì tự mà điều chỉnh thế này đó, chứ không thể điều chỉnh một mức chuẩn chung được, mỗi người mỗi giọng thôi. Đi năm số bì liên năm số bì bảy và chín mười liên năm số bì